Kính thưa quý vị, là Barbara Streisand được vinh danh tại Hollywood, một bản tin đến từ Los Angeles, California cho biết, trong buổi tiệc dành cho phụ nữ trong ngành giải trí Women Entertainment Breakfast của tạp chí Hollywood Reporter, nữ tài tử Barbara đã được vinh danh với giải là Sherry Landing Leadership. Tại sự kiện hàng năm lần thứ 24 này được tổ chức ở Muse Studio thuộc Los Angeles, Streisand nói rằng phụ nữ cần phải làm việc chung với nhau nhiều hơn là cạnh tranh chống lại nhau. Họ phải tham gia để tạo nên sức mạnh và tình yêu cùng với lòng thương cảm của phụ nữ là một điều mà thế giới hỗn loạn này cần đến hơn bao giờ hết. Nữ tài tử kim ca sĩ từng 10 lần thắng giải Grammy cho biết phụ nữ phải đoàn kết để hỗ trợ cho Hillary Clinton và chọn nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Một người sẽ đại diện cho giá trị và những ý muốn của họ. Cũng có mặt tại đây là nhà làm việc từ thiện là Melinda Gates. Tại đây thì bà Gates đã nói về những bước vốn có thể dẫn dắt nữ giới bước vào vai trò lãnh đạo như là sức khỏe, giáo dục và cuối cùng là thế lực của phụ nữ. Women in Entertainment Breakfast được thiết kế để ăn mừng nữ giới trong ngành giải trí, trong khi lôi cuốn họ trở thành những người cố vấn. Trong buổi tiệc, ba nữ sinh viên đại học được hướng dẫn bởi phụ nữ trong kỹ nghệ giải trí đã được tặng phần thưởng là học bổng toàn phần.